Bản tin thời tiết 12 giờ ngày 26 tháng 12 trên đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước trong ngày hôm nay cũng như những ngày tới là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Với hình thái thời tiết chính là nắng ráo, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên dao động từ 26 cho đến 29 độ. Còn ở Nam Bộ thì nền nhiệt độ phổ biến ở ngưỡng từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời trong những ngày nghỉ cuối tuần. Còn tại khu vực Trung Bộ thì do đới gió đông bắc suy yếu và lệch đông, cho nên trong ngày hôm nay và ngày mai, mưa chủ yếu tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Trung Bộ vào đêm và sáng với lượng không quá nhiều. Sau đó từ ngày 28, khi đới gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh dần thì mưa sẽ tăng hơn về lượng tại khu vực và tập trung nhiều tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên, trong đó có nơi sẽ đạt lượng mưa vừa. Không khí lạnh cũng khiến cho nền nhiệt độ tại khu vực giảm nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Bắc Trung Bộ dao động từ 19 cho đến 22 độ. Còn các tỉnh thành từ Quảng Bình trở vào cho đến Khánh Hòa thì mức nhiệt độ ở trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ. Ngược ra phía Bắc, trong trưa chiều nay và ngày mai, miền Bắc trời vẫn duy trì nhiều mây, mưa rào nhẹ xuất hiện tại các tỉnh ven biển. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều dao động từ 17 cho đến 20 độ. Riêng khu vực Tây Bắc thì nhiệt độ cao hơn với mức nhiệt từ 23 cho đến 25 độ. Từ chiều tối mai trở đi, Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón nhận một đợt không khí lạnh tăng cường mới và đợt không khí lạnh này có cường độ khá mạnh, mang tính chất khô. Vì vậy, tình trạng mưa nhỏ và sương mù sẽ không còn, trời chuyển khô ráo hơn. Tuy nhiên, nền nhiệt độ toàn khu vực sẽ giảm xuống ngưỡng từ 16 cho đến 19 độ. Đến ngày 29, khi nằm trọn trong khối không khí lạnh khô, thì thời tiết miền Bắc sẽ phổ biến quang mây, trưa chiều có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng 19 đến 22 độ. Tiếp nối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Trước hết là khu vực phía Tây Bắc Bộ. Ngày mai trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ cao nhất dao động từ 20 cho đến 23 độ, một vài nơi có thể đạt ngưỡng 24 độ. Đến 2 ngày tiếp theo thì trời tiếp tục nhiều mây không mưa, từ ngày 29 trời chuyển nắng vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất ngày 28 trong khoảng từ 17 đến 20 độ, sang ngày 29 nhiệt độ ở mức là 19 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày 27 trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vài nơi tại khu vực đồng bằng và ven biển. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều dao động từ 17 đến 19 độ. Đến ngày 28 trời tạnh ráo nên nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giảm xuống mức từ 17 đến 19 độ. Sang ngày 29 nhiệt độ tối cao sẽ tăng thêm 2 đến 3 độ. Trở xuống các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì thời tiết 3 ngày tới phổ biến nhiều mây, phía Bắc sẽ có mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, tập trung trong ngày 28 và ngày 29 trời rét, nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động từ 20 đến 23 độ. Hai ngày tiếp theo thì nhiệt độ giảm xuống mức là từ 19 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, những ngày tới phía Bắc trời nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa và dông. Còn phía Nam, tại hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận thì thời tiết ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng từ 26 cho đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên từ ngày 27 đến ngày 29 mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Riêng tại Đà Lạt thì nhiệt độ chỉ ở mức từ 19 cho đến 22 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ thì trong 3 ngày tới, khu vực này mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, ngày mai tại đây trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vài nơi, nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều dao động từ 17 cho đến 19 độ. Đến ngày 28 trời tạnh ráo nên nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giảm xuống mức từ 17 đến 19 độ. Sang ngày 29 thì nhiệt độ tối cao sẽ tăng lên ngưỡng từ 19 cho đến 22 độ. Trên biển trong 2 ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng cao và gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải. Sau đó từ khoảng ngày 29, gió ở khu vực này sẽ suy yếu dần. Trong khi đó, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa thì từ ngày mai gió đông bắc cũng mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 gây biển động, sóng cao, nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.